Xin giới thiệu các bạn, đây là nhị khúc nhựa đặc nha, đầu xây nóc 304 không bị sét nha. Đây là 8 khúc nữa bạn. Đầu xây nóc 304 không bị sét nha. Chất liệu là thân là nhựa đặc màu đen, có màu trắng luôn nha các bạn. Này mình chụp mẫu màu đen để mình giao khách nha.